Người đẹp, đừng đi. Uống thêm 2 ly nữa đi. Good. Cô gái, bị ai hạ thuốc rồi? Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Lên lầu rồi nói. Liễu tổng, chị dâu, sao chị lại ở đây? Đại ca đang tìm chị. Mới uống có 2 ly mà thôi. Xử lý 2 người này sao đây? Vứt xuống sông cho cá ăn đi. Lên xe đi. Quần áo của anh. Con người của tôi, làm việc tốt mà không để lại tên. Đồ của tôi nếu như không cần nữa, hoặc là vứt đi, hoặc là trả lại cho tôi. Cô không nói gì mà kéo tôi lên xe, là sao đây? Anh tên Châu Dũng sao? Sao cô biết? Y tiên của Vân Thành, danh tiếng lừng lẫy. Ai mà không biết? Đúng là càng nổi tiếng thì càng dễ gặp phải phiền phức mà. Đi đâu cũng có thể gặp người hâm mộ. Có muốn tôi ký tên cho cô không? Ký ở đây, có được không? Cô tên gì nhỉ? Liễu Như Yên. Tên hay đấy. Cùng tôi đi cứu người đi. Cứu người sao? Ai? Người mà anh không thể trêu vào. Biệt phủ Đường ra. Chờ một chút. Chào anh, muốn vào trong thì cần phải kiểm tra. Vào đi. Châu Dũng, chờ đã. Tôi không ngờ sẽ thành ra như vậy. Yên tâm đi, bọn họ sẽ đến tìm tôi. Tôi biết anh đang cố gắng chịu đựng. Nhưng dù sao, anh cũng là do tôi mời đến. Xảy ra chuyện này, trách nhiệm là ở tôi. Tôi có lỗi với anh, xin lỗi anh. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Vậy anh còn muốn thế nào nữa? Ít nhất thì để lại số điện thoại đi. Gan của anh chỉ có nhiêu đây thôi sao? Gan của tôi còn có thể lớn hơn nữa. Cứu mạng với. Không thể nào. Sao lại mất mạng được? Ông Đường, muốn tôi cứu người thì mọi người phải ra ngoài hết. Không sai, chính là anh ta. Là do tên này đã nguyền rủa. Cút, anh. Người đâu, có người muốn làm hại Đường Vương. Mau bắt anh ta lại. Tôi xem ai dám. Điện hạ đích thân chỉ định cậu Châu điều trị cho ông ấy. Mấy người muốn kháng lệnh sao? Ông, còn không mau cút đi. Anh chờ đó cho tôi. Đi. Quỷ cốc tử, giữ cửa cho tốt. Vâng. Châu Dũng, anh dám làm hại. Chuyện này, sao ngài sống lại được vậy? Vậy cậu muốn tôi lên đường sao? Dạ không có, xin ngài thứ tội. Thiếu niên y tiên quả nhiên danh bất hư truyền. Quỷ cốc tử, sư phụ mới này của ông, trông không tệ đó. Trịnh Quang Huy, cậu chữa bệnh không ra gì.
Thật sự đáng xấu hổ cho danh hiệu của Trịnh gia. Tôi sẽ báo cáo trung thực với anh họ. Thưa Điện Hạ, đây không phải lỗi của tôi. Người đâu đưa ra ngoài. Đây không phải lỗi của tôi mà. Đưa ra ngoài. Cậu Châu, lần này cảm ơn cậu đã cứu tôi. Đây là thẻ rồng của đại hạ chúng tôi. Cả nước chỉ có 10 thẻ, có thể sử dụng không giới hạn. Xin tặng cho cậu, để tỏ lòng biết ơn. Không cần đâu, cậu Châu, không cần khách sáo. Cảm ơn Đường Vương. Cái gậy này có phải có người tặng ông không? Đúng vậy. Vậy sau này, ông không nên dùng tiếp nữa. Cậu Châu này, cái gậy này có vấn đề gì sao? Cái gậy này. Đây là tà cổ. Đây là sự oán hận của Thái tử Tiền Triều khi mất nước. Lâu ngày đã trở thành cổ độc. Nếu dùng nó thời gian dài, nhẹ thì tổn thọ, tinh thần không ổn định. Nặng thì sẽ mất mạng đột ngột. Không ngờ có người độc ác như vậy. Tôi phải điều tra kỹ chuyện này. Tập đoàn Thiên Thịnh, đứng lại, người không phận sự miễn vào. Xin chào, chúng tôi đến đây để bàn chuyện hợp tác với Trịnh Tổng. Tôi hẹn từ trước rồi. Hẹn trước, sao tôi không được báo vậy? Cậu nhận được không? Không có. Có hẹn hay không? Lữ bảo vệ các người sao mà biết? Các người cố ý ngăn cản chúng tôi phải không? Xem hắn khinh thường chúng ta kia. Thằng nhóc, cậu có biết là tôi một tháng kiếm được bao nhiêu không? 30.000 đấy. Nhiều hơn số tiền cậu kiếm được trong nửa năm. Tôi nói cho cậu biết, hôm nay cậu bước qua được cánh cổng này thì tôi sẽ đi đầu xuống đất. Phụ nữ thối, cô lại là ai nữa? Cậu không muốn sống nữa sao? Đó là Liễu Tổng, tạm biệt Liễu Tổng. Vị tiểu thư này là... Xin chào, tôi tên là Liễu Như Yên, là bạn của anh Châu Dũng. Là bạn sao? Phải. Là bạn của ngài Quỷ Cốc Tử, trước đây từng giúp đỡ nhau. Những lời anh Châu Dũng vừa nói đây thật khiến người ta đau lòng. Chắc hẳn hai vị đến đây là vì có việc đúng không? Theo tôi vào đi. Mau ký giấy tờ đi. Ai cho các người vào đây? $300 triệu. Giỡn mặt với tôi sao? Bớt nói nhảm. Rốt cuộc là có ký hay không? Trịnh Tổng, đơn hàng 300 triệu này, anh hợp tác với Tần gia chúng tôi, chắc chắn sẽ không chịu thiệt đâu. Trịnh gia đâu có thiếu loại thuốc nào. Tại sao phải hợp tác với các người chứ? Dựa vào. Tôi cứu cậu một mạng. Anh nói nhảm cái gì vậy? Nếu hôm đó không phải tôi cứu người, cậu nghĩ cậu còn có thể bình an vô sự ngồi ở đây hay sao? Được đó mợ. Mợ cũng thông đồng cấu kết với người ngoài nhỉ? Bớt nhiều lời. Có ký không thì bảo. Trịnh thiếu gia, hợp tác vui vẻ. Châu Dũng, tôi sẽ ghi nhớ món nợ này. Và còn Tần gia các người nữa, tôi sẽ bắt các người phải nôn ra gấp bội những gì các người đã nuốt vào. Tôi sẽ chờ cậu đó. Cô Liễu, hôm nay có thể thuận lợi đạt được đơn hàng 300 triệu này là nhờ có chị giúp đỡ. Cảm ơn chị. Tôi cũng không có giúp được gì. Đều là do anh Châu Dũng thôi. Xem ra là vị nhân vật lớn kia âm thầm ra tay rồi. Không ngờ cô lại có mối quan hệ này với Trịnh gia. Tôi thà rằng không có quan hệ gì. Được rồi, tôi còn có việc. Xin phép đi trước đây. Liên lạc qua điện thoại nhé. Tạm biệt. Đi thong thả. Liên lạc qua điện thoại. Không phải, tôi và cô ta. Anh mau giải thích đi. Anh với người phụ nữ đó quen biết khi nào? Nói, tôi nói mà. Nói cái quỷ gì chứ? Đứng lại. Cái gì? Thật sự lấy được sao? Đơn hàng 300 triệu. Không thiếu một xu. Cái này làm sao có thể? Trịnh gia với Tần gia như nước với lửa, vốn dĩ là đối thủ cạnh tranh. Làm sao có thể đặt đơn hàng của chúng ta? Thương nhân, đặt lợi ích lên hàng đầu. Hôm nay là kẻ thù, ngày mai lại có thể là bạn. Tần gia,
Ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu sao. Thưa ba, dù sao đi nữa, lần này chúng con thực sự đã làm được. Xin ba cho phép chúng con trở về Tần gia nhé. Không thể để họ trở về. Ông nội, cho dù bọn họ lấy được đơn hàng về thì sao chứ? Trịnh gia là xem xét tới nền tảng gốc gác của Tần gia mới hợp tác với chúng ta. Nên căn bản đây không phải là công lao của Tần Thanh Thu. Ý của cô là cô cũng làm được sao? Tất nhiên rồi. Tần Thanh Thu lấy tư cách gì so sánh với tôi? Tôi đã mang lại lợi ích cho gia tộc gấp trăm lần cô ta. Cô ta chẳng qua lớn lên xinh đẹp mà thôi, chỉ biết quyến rũ đàn ông, dùng một số thủ đoạn hèn hạ. Dựa vào đâu mà chiếm vị trí của tôi? Không tranh giành với chị không có nghĩa là tôi để chị xúc phạm. Đồ bần tiện, cô dám đánh tôi, đủ rồi. Chuyện lão nhị trở về lần này tạm gác qua một bên, đợi đến khi gia tộc thương lượng thì mới quyết định. Thanh Thu, chuyện đơn hàng này cháu không cần quan tâm nữa, sau này giao cho Mỹ Ngọc xử lý đi. Ý của ông là sao ông ơi? Tôi đã sớm nói rồi, Tần Thanh Thu cô mà so với tôi một sợi lông tóc còn không bằng đâu. Tôi mới là đại tiểu thư tôn quý nhất của Tần gia. Trịnh gia Trịnh Quang Huy mang theo đơn hàng 1 tỷ đến để cầu hôn. Đơn hàng 1 tỷ sao? Đây là một số món quà gặp mặt. Không ngờ Trịnh thiếu gia đích thân đến thăm. Ông già đây không thể ra đón tiếp, thả lỗi cho ông đây. Cụ Tần là trưởng bối, lẽ nào để cụ Tần đón rước hậu bối chứ? Trịnh thiếu gia thật khách giáo. Lúc nãy Trịnh thiếu gia, cậu nói đơn hàng là nghe nói Tần đại tiểu thư sắc nước hương trời, dịu dàng đáng yêu. Bổn thiếu gia đặc biệt chuẩn bị 1 tỷ tiền đặt cọc đến để cầu hôn. Được, chúng tôi đồng ý hôn sự này. Mỹ Ngọc, còn không mau qua chào Trịnh thiếu gia. Xin chào Trịnh thiếu gia. Cụ Tần, cho hỏi ai là đại tiểu thư của Tần gia? Em chính là Tần đại tiểu thư. Chỉ sợ cậu ấy đang muốn tìm chính là Tần đại tiểu thư này. Tần đại tiểu thư, em có đồng ý lấy anh không? Em mới là Tần đại tiểu thư. Trịnh thiếu gia, như anh đã thấy, tôi đã kết hôn rồi. Anh không quan tâm. Từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em thì anh đã quyết định người duy nhất anh muốn cưới trong đời chính là em. Tần Thanh Thu, con đàn bà thối tha này, người phụ nữ của tôi mà cô cũng dám chửi. Trịnh thiếu gia, đây không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, không cần phải diễn nữa. Châu Dũng lại gặp nhau rồi. Nhưng mà những gì anh vừa nói không đúng. Tôi thật sự thích Tần Thanh Thu, chính là cô Tần đây. Trịnh thiếu gia, đừng tức giận. Cậu thích Thanh Thu, vậy thì chính là Thanh Thu. Miễn là đơn hàng 1 tỷ này có thể thương lượng thành công thì cậu cưới ai cũng được hết. Thanh Thu à, cháu xem, Trịnh thiếu gia đối với cháu cũng là một lòng chân thành. Xính lễ 1 tỷ này đối với cháu cũng đủ quá rồi. Ông thấy chỉ bằng ngày mai cháu đi ly hôn đi, rồi kết hôn với Trịnh thiếu gia. Lão nhị, không phải cậu cũng muốn nhanh chóng trở về Tần gia sao? Lần này tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Đợi sau khi liên hôn với Trịnh gia, tôi sẽ để Thanh Thu đảm nhiệm công ty. Đến lúc đó cả nhà các cậu đều là cổ đông. Ba, ba không thể làm vậy. Im đi. Tần gia không đến lượt con làm chủ. Sao rồi Thanh Thu? Em đồng ý với anh đi, gia đình của em sẽ đạt được mong muốn. Tôi khuyên Trịnh thiếu gia vẫn nên từ bỏ ý định đó đi. Tôi sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này đâu. Lão nhị, là cậu muốn trở về Tần gia đấy. Nói gì đi chứ. Chuyện này Thanh Thu tự giải quyết đi. Vô dụng, tầm nhìn hạn hẹp. Tần hiệp tôi sao lại có con cháu như các người? Trịnh thiếu gia, bất kể hôm nay cậu có ý định gì, e là âm mưu của cậu cũng phải thất bại thôi. Không sao cả, cô Tần nhất thời bị người ta lừa. Tôi không trách cô ấy. Lần này tôi không chỉ mang đến 1 tỷ tiền mặt, còn chuẩn bị ở lại Vân Thành lâu dài. Tôi tin rằng mưa dầm thấm lâu, cô Tần nhất định có thể cảm nhận được ai mới là chân mạnh thiên tử của cô ấy. Bổn thiếu gia xin phép về trước. Cô Tần, chúng ta sẽ gặp lại sau. Nghe tin gì chưa? Trịnh đại thiếu gia đang theo đuổi nhị tiểu thư của Tần gia đấy. Nhị tiểu thư của Tần gia, không phải đã kết hôn rồi sao? Kết hôn rồi thì không thể ly hôn sao? Thanh Thu, tan làm rồi sao? Trịnh thiếu gia, hình như chúng ta không thân nhau lắm. Anh vẫn nên gọi cả họ tên tôi thì tốt hơn đấy. Thanh Thu, đây là quà sinh nhật anh chuẩn bị cho em. Em có thích không? BMW Z4. Chỉ là một món quà đã trị giá 500 ngàn. Trịnh thiếu gia thật giàu có. Nhìn hành động của người ta, có cô gái nào chịu nổi chứ? Trịnh thiếu gia thật dịu dàng, đẹp trai quá. Tôi muốn cưới anh ấy.
vẫn là không nên để Trịnh thiếu gia phải tốn kém. Tự tôi cũng có xe. Thanh Thu, chồng, anh đến đón em rồi. Trịnh thiếu gia, trùng hợp vậy sao? Cậu có biết là ở đây không cho đỗ xe không? Trước cửa có chiếc xe đỗ trái quy định, gọi một chiếc xe kéo đến ngay đi. Châu Dũng, anh chơi tôi phải không? Thanh Thu, em suy nghĩ cho kỹ nhé. Người chỉ biết làm mấy trò vặt vãnh như thế này, có xứng ở bên em không? Lại chạy cái xe tàn này, chẳng lẽ muốn em mỗi ngày phơi nắng phơi gió sao? Ai nói phơi nắng phơi gió? Cô Tần, đây là món quà sinh nhật mà anh Châu đặc biệt chuẩn bị cho cô. Ferrari 488. Giá lăn bánh là 4 triệu đấy, tương đương với 10 chiếc BMW. Thôi đấy, với bộ dạng nghèo nàn của anh ta, làm sao có thể mua nổi chiếc xe đắt tiền như vậy? Cô đừng có nói bậy, người lái xe này là lão đại của Thanh Long Bang đấy. Chồng ơi, cái này tặng em sao? Anh thấy chiếc xe này cũng đẹp đấy. Châu Dũng, cái kiểu cố tỏ ra giàu có này sẽ không tạo được ấn tượng tốt với phụ nữ đâu. Trịnh công tử, đây là Thanh Long Bang chúng tôi đặc biệt dùng để cảm ơn sự giúp đỡ của anh Châu mà chuẩn bị món quà này. Ý của Trịnh công tử là Thanh Long Bang tôi cố ra vẻ giàu có, đúng không? Này Trịnh công tử, cậu không có thực lực thì đừng bắt chước người ta theo đuổi con gái. Vợ này, lát nữa đi ăn lẩu, em muốn ngồi xe này hay ngồi xe kia? Cái này chứ, em muốn đi hóng gió. Lát nữa, nhớ nộp tiền phạt đấy. Châu Dũng, anh muốn so thực lực với tôi đúng không? Vậy thì tôi sẽ dùng thực lực để nghiền nát anh. Thu nhập tháng này lại giảm. Vãng sinh đường của Trịnh gia mở ngay đối diện bệnh viện của chúng tôi. Tất cả mọi người đều nhìn vào danh tiếng của Trịnh gia mà đến chỗ họ khám bệnh. Châu Dũng, có thể nghĩ cách gì không? Châu Dũng, này Châu Dũng, tôi đang nói chuyện với anh đấy, anh có nghe không? Anh đừng viết nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta không chỉ bồi thường khoản thua lỗ 3 tỷ này, sau này đừng mong có ai chịu hợp tác với chúng ta. Không phải chứ, anh viết cái gì vậy? Nguyên nhân khiến danh tiếng của Trịnh gia nổi bật là bởi vì họ có một phương thuốc để nắm giữ thiên hạ. Còn chúng ta chỉ cần hai phương thuốc này thôi. Đừng đùa với tôi nữa được không? Đã là lúc nào rồi? Tục cốt sinh cơ tán, đồng nhan hồi xuân đan. Cái này thật sự có tác dụng sao? Đủ sức để đánh bại tất cả các sản phẩm của Trịnh gia. Hơn nữa, chúng ta có thể hợp tác với Quỷ Gốc Tử để cùng phát triển. Bảo Cố Thiên Thành sử dụng truyền thông tổ chức một buổi họp báo. Lần này, bất kể danh tiếng Trịnh gia có nổi bật tới đâu, cũng sẽ thua thảm hại mà thôi. Mở buổi họp báo sao? Hôm đó Trịnh Quang Huy chắc chắn sẽ tìm người đến gây rối. Chúng ta cần là hiệu quả, bọn họ càng làm cho ồn ào thì càng có lợi hơn đối với việc tuyên truyền của chúng ta. Lễ ra mắt. Chào cô Tần, nghe nói Trịnh gia đang triển khai cuộc chiến thương mại chặn Tần gia trên toàn phương diện. Quỹ nghiên cứu phát triển của mọi người đến từ đâu vậy? Có phải đang có mờ ám gì không? Nhìn cô ta được mọi người vây quanh kia. Tất cả những thứ này đáng ra phải thuộc về mình. Đừng sốt ruột, muốn đội vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó. Kịch hay phải đợi hồi kết. Cô Tần, theo tôi tìm hiểu, Tần gia xưa nay vẫn luôn sống ẩn dật, đột nhiên ra mắt hai phương thuốc mới, xin hỏi là vì sao vậy? Nghe nói Trịnh thiếu gia đang theo đuổi cô, đây có phải là đánh bóng tên tuổi không? Trước đây có người nhìn thấy Châu Dũng chồng của cô hẹn hò với một cô gái lạ trong quán rượu. Như vậy có phải là hai người có trục trặc tình cảm không? Tôi, câu hỏi này anh ta đương nhiên không trả lời được. Trịnh thiếu gia, xin hỏi anh biết nội tình gì rồi phải không? Cái gọi là sản phẩm của bọn họ chẳng qua chỉ là một màn lừa đảo mà thôi. Lừa đảo? Bà biết ngay, Trịnh đại thiếu gia sẽ không ngồi yên chịu trận đâu. Vậy mới được chứ. Dựa vào một người phụ nữ hôi hám và một tên từng ở tù, làm sao có thể chế tạo ra sản phẩm tốt hơn Trịnh gia? Đợi đến lúc mọi thứ được phơi bày, còn sẽ bắt cô ta quỳ xuống cầu xin chúng ta giúp đỡ. Cô Tần, mời cô trả lời câu hỏi. Như vậy đi, chúng ta vào họp báo trước, rồi tôi sẽ trả lời từng người một, được không?
Các vị, như bệnh viện Thanh Dương chúng tôi đã tuyên truyền trước đó, công thức của hai phương thuốc này không phải tự nhiên mà có, mà là bản thân tôi chuyên tâm tìm hiểu, một lòng nghiên cứu trong nhiều năm qua. Bản giới thiệu sản phẩm đã phát cho mọi người rồi. Mọi người có thể xem qua một chút. Dựa theo lời giới thiệu ở trên này, đồng nhan hồi xuân đan này của anh, chỉ cần uống một viên thì có thể mất đi các nếp nhăn trên da sao? Xem ra còn hiệu quả hơn cả phẫu thuật thẩm mỹ. Anh tuyên truyền như vậy có phải là hơi ảo quá không? Còn có tục cốt sinh cơ tán này, xương bị gãy có thể phục hồi lại. Đây đúng là chuyện viễn vông mà. Trịnh gia tôi đã hành nghề y bao năm nay, vẫn chưa điều chế ra được phương thuốc này. Chỉ dựa vào anh mà có thể điều chế ra sao? Các vị có tin không chứ? Tôi thấy đây chính là một vụ lừa đảo, để ăn tiền trên xương máu của người dân. Trịnh thiếu gia, cậu cùng với người bạn phóng viên này, kẻ sướng người họa, phối hợp cực kỳ tốt đấy. Cậu là người của hãng truyền thông nào? Tôi chỉ thay mặt người dân lên tiếng thôi. Sản phẩm vô đạo đức này của mấy người, chỉ cần nhìn thôi cũng biết là giả. Anh Châu, anh đừng nói là muốn bịt miệng báo chí nhé. Bây giờ đang phát trực tiếp đấy. Đúng là đang phát trực tiếp. Các vị, những món được bày biện trước mặt mọi người đây là mẫu thử của đồng nhan hồi xuân đan. Nếu như mọi người cảm thấy có vấn đề, có thể thử xem là biết thật hay giả ngay. Bề ngoài trông tinh xảo thật đấy. Sản phẩm không rõ nguồn gốc, ai mà dám uống? Không cần mạng sao? Cái gì, sản phẩm không rõ nguồn gốc? Hai loại thuốc này là do đích thân tôi tự kiểm tra, chọn lọc kỹ càng. Lẽ nào cậu đang nghi ngờ năng lực của lão phu sao? Được chứng nhận bởi Y Thánh Đại Nhân, tôi sẵn sàng thử nó. Đúng lúc gần đây đang áp lực công việc, có nhiều nếp nhăn xuất hiện. Mọi người xem, không thấy tóc bạc của cô ấy nữa rồi. Thật sao? Thật sự không thấy nữa rồi. Thần kỳ vậy sao? Không thể nào. Đây chắc chắn là người mà anh mời đến. Trên thế giới làm sao có thể tồn tại thứ này chứ? Mọi người đừng để bị anh ta lừa. Trịnh thiếu gia, nếu cậu nghĩ cô gái này là người tôi dẫn đến, vậy tục cốt sinh cơ tán kia sẽ do cậu đích thân thử nghiệm. Nghe tên là biết hàng giả. Tôi cũng không bị gãy xương, tôi lấy gì để thử? Anh chính là tên lừa đảo. Vậy thì làm cho gãy là được mà. Châu Dũng, tên tội phạm như anh cũng dám ra tay với Trịnh thiếu gia sao? Đây là đang phát trực tiếp đấy. Phát trực tiếp thì đã sao hả? Làm gì đấy? Trịnh thiếu gia, đúng lúc quỷ cốc tử cũng đang ở đây. Cậu có muốn kiểm tra lại không? Ngón tay bị gãy này quả nhiên hồi phục rồi. Còn chưa tới một phút. Các vị thấy thế nào? Trịnh thiếu gia đây, chắc không phải là người mà tôi mời tới đâu nhỉ? Cái này cũng thần kỳ quá rồi đấy. Linh đan này thần kỳ quá. Cái này chắc chắn là không rẻ rồi. Nguyên vật liệu để tạo ra hai sản phẩm này đều nhờ ông quỷ cốc tử cung cấp cho. Cần có một giá vốn nhất định. Nhưng mà chúng tôi vì muốn mở rộng thị trường, quyết định bán ra với giá thấp. Định giá cho toàn bộ 500 tệ. Cái gì? Hai loại thuốc này nếu bán giá hàng triệu, cũng có người danh sứt đầu mẻ chán. Với bệnh viện Thanh Dương chúng tôi, mạng người là trên hết. Mục đích của việc đưa ra hai sản phẩm này chính là vì chống lại các loại thuốc giá cao của Trịnh gia, nói không với lũng đoạn, để các người dân bình thường đều có khả năng chi trả được. Hay lắm. Đây mới là doanh nghiệp có tâm, đáng được tuyên truyền. Có tục cốt sinh cơ tán này, những bệnh nhân tàn tật đều được cứu rồi. Anh Châu, anh đây là đang làm việc thiện đấy. Tôi không dám nhận. Cái này đều nhờ vào sự cổ vũ nhiệt tình của ông quỷ gốc tử đây. Còn nữa, hôm nay ở đây không có thị trưởng Cố và Cố thiếu gia. Hai người này đã góp phần rất lớn về kế hoạch và về mặt kinh tế. Ngoài ra, hôm nay tôi muốn cảm ơn sự tin tưởng của mọi người. Châu Dũng tôi xin đảm bảo và cam kết rằng hôm nay cho dù là ngoại tuyến hay trực tuyến, khách hàng xác nhận đặt đơn, các sản phẩm sau này của chúng tôi sẽ ưu tiên gửi đến cho mọi người. Còn về giá cả, tất cả đều giảm 20%. Được đấy, tôi sẽ lập tức đặt hàng trước. Sau này ở tỉnh Vân Hải, tôi chỉ hợp tác với cậu. Tôi cũng đặt hàng đi trước nhé. Phim được dịch. Châu Dũng đáng ghét. Bọn họ thật sự làm được rồi. Đi thong thả.
Thanh Thu. Chúng ta đều là người một nhà. Hai phương thuốc đó có thể chia cho bác cả chút được không? Ba, sao phải xin sự bố thí của cô ta chứ? Cầm miệng. Con có biết hai phương thuốc đó có thể đem lại cho chúng ta lợi nhuận lớn thế nào không? Bác cả. Người một nhà sao? Là ông bảo ông nội đuổi chúng tôi ra khỏi nhà mà. Lúc đó có nghĩ tới chúng ta là người một nhà không? Hai phương thuốc này, Tần gia mấy người đừng hòng chia được phần nào. Cho mấy người cũng chỉ là làm giàu bất nhân. Châu Dũng, cậu đừng quên là cậu còn nợ Tần gia chúng tôi 300 triệu đấy. 300 triệu. Chuyển rồi đấy. Đã thanh toán 300 triệu tệ. Từ nay về sau, chúng ta không còn nợ nhau. Còn nữa, tôi nói cho ông biết, nếu không phải vì Thanh Thu, Tần gia mấy người trong mắt tôi không là cái thá gì cả. Châu Dũng, anh đừng vội đắc ý. Hôm nay anh đã đắc tội với Trịnh gia rồi. Trịnh gia nhất định sẽ cho anh biết mùi. Trịnh gia. Vậy chúng ta hãy xem thử là ai sợ ai. Vô dụng. Cả lũ vô dụng. Cháu nghe đây, ông nội. Có chuyện gì mà tám gia tộc lớn phía Nam đùng đùng đòi hủy hợp tác vậy hả? Cháu đã đắc tội với ai vậy? Sao có thể chứ? Hắn chỉ là một tên tù tội. Sao lại có khả năng làm ra chuyện này? Tù tội sao? Không lẽ là tên Châu Dũng đó sao? Hay là do người đó ra tay? Không cần biết là ai, cháu nhất định sẽ khử tên Châu Dũng này. Ông nội, ông đừng lo chuyện này nữa. Cháu sẽ xử lý sạch sẽ. Lại đây. Đi tìm cậu tôi. Lão đại của Thiên Long Bang nói với cậu ấy, tôi muốn ăn cá. Tôi muốn ăn cá mập. Thuộc hạ nhận được tin Ngô Minh Duy đang ẩn mình ở Thanh Long Bang. Cũng đã nửa năm chưa xuất đầu lộ diện rồi. Hình như đang âm mưu gì đó. Âm mưu của Ngô gia rất có thể là liên quan đến quốc chủ. Cái gì? Hắn to gan vậy sao? Các cậu phải theo dõi sát Ngô gia đấy. Với lại, đến đây giúp tôi bảo vệ một người quan trọng. Vâng. Còn một chuyện nữa, thuộc hạ đã tra ra tung tích của ba mẹ ruột anh rồi. Bọn họ ở đâu? Theo như tin tức, bọn họ đều qua đời trong trận đại chiến Long Đô 20 năm trước rồi. Là do Ngô Minh Duy làm phải không? Vâng. Hơn trăm mạng Châu gia, không một ai sống sót. Chỉ có một bảo mẫu may mắn trốn thoát với đứa bé 3 tuổi trên tay thôi. Là mẹ nuôi của tôi, Đường Ngọc Anh sao? Vâng. Mối thù này đích thân tôi sẽ đòi lại. Tôi khuyên anh từ bỏ ý định đó đi. Cô Liễu, sao cô lại đến đây? Dạo này anh Châu ngày càng bảnh bao nhỉ? Người ta không muốn để ý cũng không được. Cô nghe hết những gì chúng tôi nói rồi đúng không? Tôi chỉ nghe những gì tôi muốn nghe. Xin phép nói thẳng, tôi biết thân phận anh đặc biệt, lại vô cùng giỏi giang. Nhưng nếu so với gia tộc lớn như Ngô gia thì vẫn. Gia tộc lớn thì đã sao? Cho dù là Quách gia thì không phải cũng biến mất khỏi Vân Thành đấy sao? Quách gia có đáng là gì so với Ngô gia? Một bên là sao trên trời, một bên chỉ là viên đá cuội. Anh có thể một tay hất đổ Quách gia, nhưng một gia tộc lớn như Trịnh gia, anh cũng chỉ có thể khiến họ lung lay thôi. Còn loại gia tộc có gốc rễ lâu đời như Ngô gia thì càng không cần nói nữa. Thế lực trong tay họ lớn mạnh hơn anh nghĩ rất nhiều. Nghe cô Liễu nói như vậy, cô đến đây là để dạy đời tôi sao? Không, tôi đến để nhắc nhở anh. Ngô Minh Duy không hề đơn thuần như vẻ bề ngoài đâu. Danh tính thật sự của anh ta là điện chủ của Y Thần Điện. Còn con trai anh ta Ngô Trung Hiếu là một trong tam đại lang soái đấy. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Hình như anh không biết sợ nhỉ? Một đám mất ơ thôi mà. Tuy Bắc Lang Vương đã mất tích nhiều năm rồi, nhưng thế lực của quân Bắc Lang vẫn mạnh như trước. Đó là chưa nói đến không có Bắc Lang Vương mà không ai có thể khắc chế tam đại lang soái rồi. Đặc biệt là Ngô Trung Hiếu,
hắn đã có trong mình tư tưởng muốn lập cõi riêng rồi. Thông tin cơ mật như vậy, sao cô Liễu lại biết được thế? Chẳng lẽ cô cũng có thân phận đặc biệt sao? Tôi... Tránh ra cho qua. Thiên Long Bang làm việc, không có việc gì, ra ngoài hết cho tôi. Châu Dũng, không ngờ đúng không? Lại gặp nhau rồi, để xem hôm nay anh có toàn mạng ra ngoài được không? Trịnh thiếu gia, có phải cậu quên rồi không? Đây là địa bàn của Thanh Long Bang. Chúng bay đi đâu hết rồi? Chó vào nhà mà cũng không biết nữa. Đâu rồi? Đừng phí công nữa. Mấy tên lính đó của cậu đúng là không ra gì. Châu Dũng, át chủ bài của anh tôi đã giải quyết xong xuôi rồi. Anh còn gì muốn nói không? Sao cậu biết tôi có mấy lá át chủ bài? Anh muốn gọi cho Cố Nam hay là La Thanh? Thật ngại quá, tối nay bọn họ đều đi họp rồi, nhất thời không thể về kịp đâu. Lần này cậu chuẩn bị cũng chu toàn thật đấy. Đương nhiên rồi, với thế lực của Trịnh gia tôi, chưa cần dùng đến ngón tay thứ hai đã đủ dồn anh vào đường cùng rồi. Lần này tôi đặc biệt đến cùng cậu tôi, gọi thêm cả Thiên Long Bang, mục đích là để diệt tận gốc anh đấy. Tôi muốn anh biết, con mồi của tôi kiểu gì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay tôi đâu. Còn anh không hề có tư cách phản kháng. Trịnh thiếu gia, cậu nghĩ chỉ với mấy tên này có thể giữ chân tôi được sao? Lần này tôi không chỉ mời Thiên Long Bang đến, còn mời cả người dưới trướng Thiên Long Bang. Tông sư hàng đầu, Tông sư Lưu Sơn của Y Thần Điện, Lưu Sơn, côn đồ của Thiên Long Bang, tôi biết khả năng của anh thế nào. Biết anh cũng có tí võ, nhưng anh lợi hại đến đâu cũng không thể nào là đối thủ của Tông sư Y Thần Điện được. Tông sư Y Thần Điện giỏi đánh nhau lắm sao? Nhóc con, ngầu phết đấy. Hy vọng xương của cậu cũng cứng được như miệng cậu. Tiếp chiêu đi. Dừng tay. Chị dâu, ai cho các người tự ý đến Vân Thành vậy hả? Còn không mau lui xuống. Chị dâu, là anh Long sai bọn em đến thưa chị. Vì anh Long, tôi sẽ nói chuyện sau. Các anh không được động đến người này. Chuyện này, Liễu Như Yên, mợ vì một tên người ngoài dám đối đầu với Trịnh gia cháu đúng không? Không biết trên dưới, tôi là mợ của cậu đấy. Các cậu dám cãi lời tôi sao? Còn không mau lui xuống. Rút. Đợi đấy cho tôi. Hóa ra thân phận đặc biệt của cô là chị dâu của Thiên Long Bang. Cái tên Châu Dũng đáng ghét này, lại để hắn trốn thoát rồi. Lần này đã tính kỹ lưỡng vậy rồi, không ngờ là mợ cũng ở đó. Mợ cái thá gì chứ, cũng chỉ là một con đàn bà ngốc. Nếu không phải cô ta phá đám, tôi đã xử lý xong Tần gia từ lâu rồi. Ai biết cô ta bất chấp mọi cách cũng phải cứu thằng Châu Dũng đó. Hay là chúng ta ra tay từ đây đi. Ý cậu là nói với cậu của tôi rằng hai người họ có tư tình với nhau? Cậu tôi có tin không đây? Tôi đã từng bí mật điều tra, nghe nói tên Châu Dũng đó cùng với một cô gái là hẹn hò mờ ám trong quán bar. Cô ấy không ai khác là mợ của anh. Có quay lại không? Chỉ cần anh ra giá cao, chắc chắn có thể lấy được. Việc này tôi giao cho cậu. Vâng. Châu Dũng ơi là Châu Dũng, anh chơi đùa với ai chả được. Anh lại đi cắm sừng lên đầu lão đại Thiên Long Bang. Lần này xem ai cứu được anh nữa. Long Thiên Tường, bang chủ Thiên Long Bang. Cái gì, cắm sừng tôi sao? Người đâu, bắt cô ta về đây cho tôi. Nhốt cô ta lại, từ giờ không cho phép ra ngoài nữa. Trước giờ chỉ có tôi cắm sừng người khác, chưa ai dám làm vậy với tôi. Long Sơn, có tôi. Đến Vân Thành, cử tên Châu Dũng đó cho tôi. Xuống tay thật là tàn nhẫn mà. Vỡ đầu cả rồi. Đầu của tôi, cái eo giả của tôi. Thanh Thu, có chuyện gì vậy? Không sao cả. Không sao cái gì mà không sao? Bị đập một gậy vào đầu còn nói là không sao. Châu Dũng, cậu là đồ sao chổi. Từ sau khi cậu quen biết Thanh Thu nhà chúng tôi, thì nhà chúng tôi có ngủ ngon được ngày nào không hả? Sự nghiệp mới khởi sắc, thì bệnh viện này đã bị người ta đập nát rồi. Lần này cậu lại đi gây sự với ai nữa vậy hả? Cậu còn cho chúng tôi sống nữa không vậy? Châu Dũng này, cậu quá đáng lắm rồi đó. Tôi nghe nói cậu tranh giành quyền lợi với Trịnh gia, ngay cả Tần gia chúng tôi cũng không coi ra gì nữa rồi. Bác cả của cậu
muốn chia chút lợi nhuận với cậu. Cậu cũng không chịu. Cậu có còn là con rể của Tần gia nữa không hả? Đúng đó. Mẹ ơi, mẹ đừng nói nữa. Con không trách Châu Dũng. Con không trách sao? Con còn không trách cậu ta nữa sao? Một gậy này đánh con thành đồ ngốc luôn rồi hả? Con không trách. Đi. Thanh Thu, cô dưỡng thương cho tốt. Tôi sẽ khiến bọn họ phải trả đủ. Tin tôi nhé. La Thanh, tôi muốn sau đêm nay, ở Vân Thành sẽ không còn thấy một sòng bạc nào của Thiên Lang Bang nữa. Anh Long, xảy ra chuyện lớn rồi. Sao lại hớt hải vậy chứ? Bảo cậu đi Vân Thành xử Châu Dũng. Sao cậu quay về rồi? Vân Thành xảy ra chuyện rồi. Sau khi tôi với đại thiếu gia đập nát bệnh viện của Châu Dũng, quân đội đóng quân ở Vân Thành đột nhiên có hành động, chỉ trong một đêm đã quét sạch 16 sòng bạc của chúng ta. Đại thiếu gia cũng bị bắt đi luôn rồi. Sao cơ? La Thanh này, thật sự cho rằng tôi sợ cậu ta sao? Người đâu, chuẩn bị xe cho tôi. Pháp trường quân đội, toàn bộ hung thủ đã được đưa đến đây rồi. Thả tôi ra, tôi sẽ lấy mạng của cậu. Cậu là người đã đập nát bệnh viện Thanh Dương, đánh vợ tôi bị thương sao? Vậy thì sao chứ? Cậu dám động đến tôi sao? Bác cả của tôi là Long Thiên Tường, Long Sơn, cháu trai Long Thiên Tường. Biết điều thì nhanh chóng thả tôi ra, rồi cầu xin tôi tha thứ đi. Nếu không đợi bác cả tôi đến, cậu sẽ phải hối hận đó. Mau thả chúng tôi ra. Ồn ào. Tôi không quan tâm cậu là ai, nhưng cậu làm tổn thương vợ tôi, không thể tha thứ. Không, cậu không thể lấy mạng tôi được. Tôi là người thừa kế của Long gia đó. Nếu như cậu lấy mạng tôi rồi, Long Thanh cũng không bảo vệ cậu được. Là anh Long, người có máu mặt ở Giang Nam, đều đến rồi. Chuyện này càng ngày càng lớn. Sợ là mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. La Thanh, cậu quét sạch 16 sòng bạc của Thiên Lang Bang chúng tôi. Tôi có thể không so đo với cậu, nhưng dù sao đi nữa cậu cũng không nên bắt cóc cháu trai của tôi, còn lấy mạng anh em của tôi nữa. Bác cả tôi tới đây rồi. Cậu đầu hàng đi. Tôi cũng muốn xem thử anh ta có thể làm gì đây. Cứu cháu với. Thả cháu trai tôi ra. Nếu tôi không thả thì sao? La Thanh, tốt nhất là cậu nên bảo người của cậu dừng tay lại. Nếu không lỡ như cháu trai của tôi có xảy ra chuyện gì bất chắc, thì tôi đảm bảo sẽ triệu tập anh em của Thiên Long Bang, khiến toàn bộ Vân Thành của các cậu cùng chôn theo. Sao cơ? Anh muốn khai chiến với tôi sao? Tôi bảo cậu thả cháu trai tôi ra. Được thôi, vậy tôi trả cho anh này. Không. Rốt cuộc cậu là ai? Tôi, tên là Châu Dũng. Hóa ra cậu chính là Châu Dũng. Lưu Sơn có lấy mạng cậu ta cho tôi. Cậu vô dụng, toàn là đồ vô dụng. Rốt cuộc cậu là ai vậy? Anh đó còn chưa đủ tư cách để biết tôi là ai đâu. Cậu lấy mạng người của Thiên Lang Bang tôi mà muốn đi như vậy sao? Bắt lại cho tôi. Tôi xem ai dám. La Thanh, cậu thật sự muốn khai chiến với tôi sao? Long Thiên Tường, nếu như tôi là anh thì tôi sẽ bồi thường cho Tần Thanh Thu 10 triệu, sau đó quỳ xuống xin lỗi anh Châu. Nếu không thì tôi sợ anh sẽ ngủ không toàn thây. Kế đó là Thiên Lang Bang cũng sẽ vì sự ngu ngốc của anh mà tan thành mây khói. Long Thiên Tường, tôi đây đã lăn lộn ở thi hài suốt 40 năm, chưa từng sợ ai cả. La Thanh, cậu vậy mà lại dám uy hiếp ông đây. Được, tôi cũng muốn xem thử mấy cậu có bản lĩnh gì mà muốn khiến Thiên Lang Bang chúng tôi tan thành mây khói. Tôi sẽ cho cậu thêm một cơ hội cuối cùng. Người này đã lấy mạng cháu trai của tôi, mạng của cậu ta tôi phải lấy cho bằng được. Nếu cậu không muốn khiến Vân Thành máu chảy thành sông, thì trước trưa ngày mai đưa cậu ta đến trụ sở Thiên Long cho tôi. Nếu không, Thiên Long Bang chúng tôi nói được làm được, sẽ khiến nơi này đến một vọng cỏ cũng không mọc nổi. Phong lão tổ,
Thiên Long Tiễn, 3 phát bắn. Vô cùng khẩn cấp. Điện chủ, Long gia đã phóng Thiên Long Tiễn. Lại là vì tên Châu Dũng đó sao? Vâng. Được rồi. Xem ra, lần này cậu ta đi đời chắc rồi. Tín vật của Thần Y Điện và quân Bắc Lang này cuối cùng cũng rơi vào tay Ngô gia này rồi. Truyền lệnh xuống, tiếp tục tiến hành kế hoạch. Tuân mệnh. Thưa điện chủ, Ngô gia đã ra quân toàn diện. Các bộ phận của Thần Y Điện đang tập trung về phía Vân Thành. Cá đã cắn câu rồi, phải thu lưới thôi. Thanh Long, đốt khói báo động đi. Ban hành Bắc Lang lệnh. Rõ. Tử. Cậu Long, Phong lão tổ, hôm nay Long Thiên tưởng tôi bị vướng kiếp nạn này, không thể không mời ông ra ngoài. Cậu Long không cần khách sáo, tôi bế quan nhiều năm, đã đột phá đại tông sư từ lâu rồi, đã đạt đến cảnh giới hoa chân. Đối phó với một Châu Dũng tầm thường như vậy, tất nhiên không thành vấn đề. Nhưng mà hôm nay Lang Vương mất tích hơn 20 năm, tái xuất giang hồ, các đại tông sư đều tụ tập về Vân Thành. Chắc là tên Bắc Lang Vương kế nhiệm sắp sửa lên ngôi. Sau khi tôi giúp cậu giải quyết xong vấn đề này, cũng phải đi ý kiến Bắc Lang Vương một chút. Chuyện đó là tất nhiên. Tôi cũng phải nhắc nhở lão tổ một chút. Cái tên Châu Vũ này không chỉ có năng lực lấy mạng tông sư trong chớp mắt, mà phía sau còn có La Thanh, một cao thủ chấn giữ quân đội. La Thanh thì tính là cao thủ gì chứ? Chỉ là một tên lính láo nhỏ bé thôi. Người bình thường sợ đạn, nhưng nó căn bản không phải là mối đe dọa đối với chúng ta. Hôm nay có tôi ở đây, cho dù Châu Dũng có 3 đầu 6 tay, cũng không có khả năng sống sót mà rời khỏi đây. Được, hôm nay phải trông cậy vào lão tổ rồi. Báo. Anh Long, Châu Dũng đến rồi. Đến rồi sao? Cậu ta mang theo bao nhiêu người? Chỉ là... Châu Dũng, sao hôm nay lại một mình một ngựa đến đây thế này? Chắc hẳn đã quá sợ hãi, nên đến tìm cậu Long để cầu xin tha thứ chứ gì. Châu Dũng, cậu thật sự muốn đến đây để nộp mạng? La Thanh quả nhiên lựa chọn từ bỏ cậu. Ân oán của tôi với anh, hà cớ gì phải lôi người vô tội vào? Được. Đúng là hảo hán. Vậy thì tự kết liễu đi. Tôi có thể cho cậu được toàn thây. Đáng tiếc người phải bỏ mạng hôm nay không phải là tôi, mà là anh. Láo xược, dám nói chuyện rõ ràng với anh Long. Chuyện trước đây lão phu có hơi kiêng dè cậu một chút. Xem ra cậu chỉ là một con chuột ngu ngốc, không biết trời cao đất dày là gì. Châu Dũng, hôm nay người tôi đã mời tới chính là cường giả hoa chân. Ngay cả bậc thầy đứng trước mặt anh ấy cũng chỉ có thể quỳ xuống xin tha mạng. Còn không mau khoanh tay chịu trói đi, tránh khỏi ngậm đắng nuốt cay. Cường giả hoa chân dưới trướng của tôi lên tới hàng vạn đấy. Quân Bắc Lang đâu rồi? Quân Bắc Lang, Huyết Lang, Thiên Lang, chờ đợi chiếu chỉ. Cậu là... Tôi chính là Bắc Lang Vương. Bắc Lang Vương, Châu Dũng. Bây giờ đến lượt ai chịu trói đây? Bắc Lang Vương, xin hãy tha mạng cho tôi. Không thể nào, cậu không thể là Bắc Lang Vương. Bắc Lang Vương vào 20 năm trước, tại đại chiến Long Đô đã sớm mất tích rồi. Tôi đã tận mắt nhìn thấy bóng dáng của Bắc Lang Vương. Cậu hoàn toàn không phải. Cậu ta đương nhiên không phải Bắc Lang Vương. Là ai đang nói? Cậu ta tất nhiên không phải Bắc Lang Vương. Cậu ta chẳng qua chỉ là một tên hàng nhái. Con trai của tôi mới chính là Bắc Lang Vương thật sự. Bái kiến điện chủ Thần Y Điện. Nếu như tôi là hàng nhái, còn ông thì sao? Kẻ phản bội, hỗn sự. Tôi là hậu duệ chính thống của Thần Y Điện, là đồ đệ xuất sắc nhất của lão điện chủ. Vị trí điện chủ này của tôi là danh xứng với thực. Cậu thì là cái thá gì chứ? Một kẻ ngoại đạo không rõ nguồn gốc, cũng có vọng tưởng đánh cắp bí quyết của Thần Y Điện tôi. Vậy sao? Nếu ông là hậu duệ chính thống, vậy tại sao nhẫn thần y lại ở trong tay của tôi?
Nhẫn thần y, tại sao lại ở trong tay cậu chứ? Quả nhiên là trong tay của cậu. 20 năm trước, nhẫn thần y này đã thất lạc. Tuổi tác của cậu nhỏ như vậy, làm sao có thể có được nó? Chỉ có một khả năng, đó chính là cậu đã lấy trộm. Lấy trộm sao? Bao gồm luôn cả Bắc Lang Lạnh đang trong tay của cậu ta nữa. Thiên Lang, Huyết Lang, hai người suy nghĩ một chút đi. Cậu ta chỉ mới hơn 20 tuổi thôi. Một thằng nhóc không có tài cán gì, dựa vào đâu mà chỉ huy hai người? Tôi đã sớm nói cậu là giả rồi. Bắc Lang Vương võ công cái thế, thần uy thiên tướng, sao mà một tên vào trại cải tạo có thể đóng giả được? Ngô Minh Duy, ông thật sự biết đổi trắng thay đen đó. Nói đến mức ngay cả tôi cũng xém tin rồi. Vậy sao? Vậy cậu dựa vào cái gì để chứng minh cậu mới là thật đây? Để tôi chứng minh. Ngô Minh Duy, ông còn nhớ tôi không? Tất nhiên là nhớ rồi, ông đã truy lùng tôi 20 năm. Trong 20 năm qua, mỗi ngày tôi đều che giấu thân phận, chỉ đợi đến ngày hôm nay, và trận ông trước mọi người, bộ mặt thật của kẻ phản bội thần y điện. Ông còn nhớ trận đại chiến Long Đô không? Trong 20 năm qua, ông đã sát hại biết bao nhiêu người trung thành của thần y điện, Phùng Lâm của Thiên Xu Đường, Lâm Mạnh của Địa Sát Đường, Từ Ngọc của Nhân Linh Đường. Nếu không phải được Châu Dũng cứu mạng, không ai trong số họ sẽ sống được tới hôm nay. Phùng Lâm, đường chủ trước đây của Thiên Xu Đường, những cái tên này, tất cả đều là những tinh anh trong điện đã mất tích nhiều năm trước. Chẳng lẽ đúng như lời Thanh Long nói, họ đã bị thanh trừng hết rồi? Là bị ai hãm hại vậy? Đồ phản bội, đừng có ở đây gây náo loạn. Thần y điện bây giờ đã do Ngô gia tôi nắm quyền. Tôi là vị thần duy nhất trong thần y điện. Tôi muốn lấy mạng kẻ nào thì kẻ đó đừng mơ được sống. Không cần biết lý do gì, Ngô Minh Duy cuối cùng cũng nói ra những lời trong lòng rồi. Nếu nói ra thì làm sao nào? Ngô gia của tôi quyền thế ngập trời, thần y điện nằm trong tay tôi như là một con dao nhọn. Lão tử muốn chém ai thì chém, muốn đâm vào đâu thì đâm vào đó. Tôi khuyên cậu nên ngoan ngoãn giao tín vật ra đây. Thần y điện tôi lấy lòng người làm tâm, hoặc có lẽ tôi có thể tha cho cậu. Cậu thấy sao? Ông thật sự nghĩ rằng nắm thần y điện trong tay thì bất khả chiến bại rồi sao? Vậy cậu lấy cái gì để chống lại tôi đây? Lão phù ở đây, tôi xem ai dám hỗn xược. Thiên Lang, Huyết Lang, có thuộc hạ, những kẻ đầu hàng sẽ không bị quy trách nhiệm, những kẻ ngoan cố xử lý không khoan nhượng. Tuân mệnh. Thiên Lang, Huyết Lang cái gì chứ? Chẳng là cái thá gì cả. Huyết Minh và Lồng Tiếng tại Kim Châu Á. Kim Cương Quyền, không thể ngờ công phu của cậu bây giờ so với 20 năm trước đã tăng lên rất nhiều. Cái này phải cảm ơn bí kíp của thần y điện Châu Điện Chủ. Đây là thứ mà những kẻ phản bội không thể hiểu được đâu. Không thể tin, Ngô Minh Duy đã từng đánh bại biết bao người, hôm nay lại thất bại trong tay tên nhóc chưa đủ lông đủ cánh. Không phải ông thua người khác, mà là thua chính bản thân mình. Ông sát hại chúng sinh, kết cục của ông sớm đã được định sẵn khi ông lấy mạng cả Châu gia của tôi vào 20 năm trước rồi. Hóa ra cậu là tàn dư của Châu gia. Không thể ngờ đúng không? Năm đó ông tùy tiện diệt môn cả một gia tộc, hôm nay tôi sẽ dùng phương thức tương tự để bắt ông đền mạng. Xuống địa ngục đi. Điện chủ, Thiên Lang Bang đã hoàn toàn bị tiêu diệt, nhưng vẫn chưa phát hiện ra tung tích của Ngô Trung Hiếu. Cố gắng tìm kiếm, không để kẻ nào trong Ngô gia còn sót lại. Tuân mệnh. Ba, mẹ, con trai cuối cùng đã trả thù cho hai người rồi. Ngồi xuống, ngoan ngoãn chút đi, đừng có lươn lẹo. Thằng Châu Dũng này
vậy mà dám đắc tội với Thiên Long Bang. Bây giờ nhà chúng ta sắp tiêu tùng rồi. Đừng có ồn, im lặng đi. Tần Thanh Thu, em cũng thấy rồi đó, hôm nay kiểu gì Châu Dũng cũng phải mất mạng. Em mau cắt đứt quan hệ với anh ta đi, rồi kết hôn với anh. Nếu không đợi các người rơi vào tay của Thiên Long Bang, kết cục như nào hẳn là em cũng biết rồi. Anh nằm mơ đi. Chuyện Thiên Long Bang đắc tội anh Long là một mình Châu Dũng làm, không liên quan gì đến Tần gia chúng tôi. Không liên quan sao? Châu Dũng là vì Tần Thanh Thu kết liễu cháu trai duy nhất của anh Long. Ông nói đi, chuyện này có liên quan không? Tần Thanh Thu, con xem con đã gây ra đại họa gì rồi kìa. Bây giờ ngay cả Vân Thành cũng sẽ gặp nạn. Con còn ở đây bảo vệ cậu ta nữa. Chẳng lẽ con vì cậu ta mà muốn ba và mẹ xuống suối vàng sao? Trịnh thiếu gia, Cố Thiên Thành mang những tên thất bại của Thần Y Điện đến kia. Thần Y Điện cái gì chứ? Đó không phải người của Ngô gia sao? Sao họ lại tự đánh nhau rồi? Tôi cũng không biết. Đám người này đột nhiên xuất hiện, ai cũng có sức mạnh trên cả tông sư. Người của Thiên Long Bang sắp không trụ nổi nữa rồi. Cô Tần, tôi đến đón cô thay cho cậu Châu. Thanh Thu, đừng nhúc nhích. Lên cho tôi, chặn bọn họ lại. Vâng. Đi thôi. Làm gì vậy? Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, buông tôi ra, anh sẽ không làm hại em. Tách ra tìm đi. Vâng. Người vẫn còn sống. Sao lại còn có khí tà độc? Tần Thanh Thu, không ngờ lại là tôi đúng không? Cô biết đấy, tại sao tôi lại biến thành dáng vẻ như quỷ này? Những cái này tất cả đều do cô và Châu Dũng ban cho đó. Dừng tay. Châu Dũng, cuối cùng anh cũng đến rồi. Vương Thúy, cô bị tà độc mê hoặc rồi. Cô thả cô ấy ra đi, tôi có thể cứu cô. Cứu tôi? 5 năm trước, khi Quách Thiếu Thông làm nhục tôi, sao anh không đến cứu tôi? Phải, anh đang ở tù vì mẹ nuôi của anh. Vậy còn tôi thì sao? Tôi là gì chứ? Anh có quan tâm đến tôi không? Ngay cả Lục Vi Vi kia cũng quan trọng hơn tôi sao? Tôi cũng muốn cứu cô thoát khỏi biển khổ, nhưng tự cô đã lựa chọn. Phim được dịch, thuyết minh và phải lồng tiếng tại phim châu Á. Thoát khỏi biển khổ, Quách Thiếu Thông hành hạ tôi mỗi ngày mỗi đêm, khiến tôi trở thành một món đồ bị người khác tùy ý chà đạp. Tôi vốn đã chọn chấp nhận số phận, nhưng tại sao? Tại sao anh lại quay về phá hủy cuộc đời tôi, còn dẫn theo người phụ nữ đầy hào quang này? Dừng lại. Đúng, tôi ghen tị với cô ta. Tôi ghen tị với vẻ đẹp của cô ta, ghen tị với sự trong sạch của cô ta. Tôi ghen tị với cô ta vì được bao quanh bởi rất nhiều đàn ông. Tôi ghen tị hơn là cô ta có được tình yêu mà tôi không có được từ anh. Vương Thúy, cô thả cô ấy ra đi. Tất cả đều từ tôi mà ra, không liên quan đến cô ấy. Chính là vì từ anh mà ra, cho nên tôi muốn nửa đời còn lại của anh phải đắm chìm trong sự hối hận không thể diễn tả. Thanh Thu, Châu Dũng, vô ích thôi. Cô ta đã bị tôi gieo tà độc vào rồi, chưa đầy một tháng nữa sẽ toi thôi. Không ai có thể cứu cô ta. Châu Dũng, cho dù là anh, Thanh Thu, cho dù có phải trả bất kỳ giá nào, anh cũng sẽ cứu em. Điện chủ, Đường Vương đến rồi. Châu Dũng, bây giờ tôi nên gọi cậu là điện chủ hay là Bắc Lang Vương? Đường Vương cứ nói đùa. Trận đấu này cậu đánh tốt lắm, không chỉ cứu được bổn vương, cũng cứu giúp con dân đại hạ. Bổn vương có một cô con gái tên là Hoa Lan,
tuổi còn trẻ, là nữ chiến thần của Đại Hạ. Nhưng con bé bận rộn với việc quân ở Long Đô, chưa từng nghĩ đến kết hôn. Hôm nay, tôi quyết định gả con bé cho cậu. Được chứ? Cảm ơn ý tốt của Đường Vương, Đại Hạ. Cậu đừng vội từ chối. Đứa con gái nghịch ngợm này của tôi, thực ra cậu cũng biết, tên của con bé ở Vân Thành là Thượng Quan Băng, đại đội trưởng Thượng Quan. Tất cả đều do tôi, trước đây, ép nó quá. Con bé chạy đến đây để trốn việc kết hôn. Nhưng mà bây giờ, đã trở lại Long Đô phục chức rồi. Vân Thành này, thật sự là người giỏi rất nhiều. Ai cũng đều đến đây. Tôi biết, cậu và cô Tần đã có hôn ước. Nhưng cậu đã là vương hầu, tam thê tứ thiếp, cũng không phải là chuyện gì lạ. Chỉ cần cậu có thể để con gái tôi trở thành chính thất, dù cậu có liên quan đến bao nhiêu người phụ nữ, bổn vương cũng không can thiệp. Vậy, Bắc Lang Vương có chịu không? Tại hạ, thật khó tuân theo mệnh lệnh của Đường Vương. Vậy nên, cậu không muốn cứu cô Tần sao? Bổn vương nói cho cậu biết, cách cứu cô ấy chính là ở chỗ con gái tôi. Điều này là thật sao? Hoàn toàn không phải đùa. Được thôi, vậy tôi sẽ đến Long Đô một chuyến. Đường Vương không tin tưởng tôi, bảo cô đến giám sát tôi sao? Làm gì có, là sợ em gái tôi quá ương bướng, do anh chạy mất. Đặc biệt cử tôi đến để canh chừng anh ương bướng. Cô biết khi cô ấy ở Vân Thành làm trong đội tuần tra, suýt nữa thì lấy mạng tôi không? Từ nhỏ Hoa Lan đã nghịch ngợm, nhưng anh cũng phải cẩn thận. Long Đô Đại Hạ này không giống ở Vân Thành, khắp nơi đều là thế gia đại tộc, ngay cả tôi cũng phải nói năng cẩn trọng. Như Yên, sao em đến mà không thông báo cho anh? Để anh đợi em nửa ngày. Lục thiếu gia, anh không cần đợi tôi. Làm sao được chứ? Lục Minh, Lục đại thiếu gia của Long Đô, anh đặc biệt đến đón em, có thích không? Hoa cúc này cũng đẹp đấy, nhưng không biết một lát nữa bị đập nát thì sẽ có mùi gì. Tên nhóc này là ai vậy? Dám cướp hoa của tôi. Đây là Châu Dũng, vị hôn phu của tôi. Vị hôn phu? Long Thiên Tường vừa mất chưa tới 2 ngày. Vị hôn phu từ đâu ra vậy? Tôi và cô Liễu đây, tình đầu ý hợp. Trước mộ của Long Thiên Tường đã định ước trọn đời. Cậu đến muộn rồi. Như Yên, anh đã đợi em 3 năm rồi. Sao em lại thích cái tên rác rưởi này? Nếu cậu như vậy, đừng nói 3 năm, chờ 30 năm, cậu cũng không có cửa. Tên nhóc, cậu có biết tôi là ai không? Tôi ghét nhất kiểu phô trương gia thế như cậu. Ngoài thể hiện bản thân bất tài thì không làm được gì khác. Có đúng không? Tôi nói cho cậu biết, tôi chính là thiếu gia của ngân hàng Thần Đô, thân tín của nhị hoàng tử. Ở Long Đô không ai dám đắc tội với tôi. Đắc tội tôi là đắc tội nhị hoàng tử. Cậu dám cướp người phụ nữ của tôi, cậu to chắc rồi. Như Yên, lần này anh đến đây chủ yếu là vì gửi em thiệp mời đính hôn giữa nhị hoàng tử và Hoa Lan. Nhị hoàng tử ngưỡng mộ Hoa Lan nhiều năm, may mắn được quốc chủ ban hôn. 3 ngày nữa sẽ tổ chức tiệc Long Phượng, các gia tộc lớn ở Long Đô đều sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, thế lực của nhị hoàng tử sẽ như mặt trời giữa trưa, sẽ là quốc chủ kế nhiệm của Đại Hạ trong tương lai. Còn tôi, với tư cách là thân tín của quốc chủ tương lai, ít nhất tôi cũng sẽ thành một đại tướng quân. Ở cả cái Đại Hạ này cũng chỉ dưới một người trên vạn người. Cậu dám giành phụ nữ với tôi, cậu có tư cách gì chứ? Nếu cậu trở thành đại tướng, quả thật là tai họa cho quốc gia và dân chúng. Dám mắng tôi không chỉ mắng cậu. Nếu cậu còn không đi, tôi sẽ nhét hoa cúc dại này vào mồm của cậu, để giấc mơ đại tướng của cậu thành ác mộng. Cậu có tin không? Nhãi danh, hôm nay Như Yên ở đây, tôi không đánh cậu, nhưng lần sau tôi nhất định sẽ cho cậu thấy sức mạnh của tôi. Chúng ta cứ đợi xem. Anh còn cười được sao? Vợ anh sắp bị người ta cướp mất rồi kìa. Ai nói tôi muốn cưới cô ấy? Có người gánh họa thay cho, không phải tốt lắm sao? Nhưng mà bữa tiệc này chúng ta vẫn phải đi. Người bạn trai cũ như tôi phải đến chúc phúc chứ. Sảnh tiệc. Chào anh, cho tôi xem thư mời của anh với Châu Dũng.
Cậu có thư mời không? Mà đòi đi vào trong, những người được nhị hoàng tử mời, không phải là gia thế nổi tiếng, thì cũng là hoàng thân quốc thích. Xin hỏi, cậu là loại nào vậy? Tôi không có thư mời đó. Không có thư mời, cậu còn dám vào trong? Cậu có biết muốn tham dự tiệc Long Phượng này phải hiến lễ bao nhiêu không? Ít nhất cũng là 10 triệu. Tôi thấy cậu đi tay không đến, ăn mặc như tên ăn mày. Cậu có nổi 10 triệu không? Không phải cậu đến đây để ăn chùa uống chùa chứ? Vậy thì cậu phải đợi rồi. Đợi bữa tiệc này kết thúc, cậu ra cửa sau sẽ có người đưa đồ ăn cho cậu. Chỉ là đồ ăn không được ngon nữa, phải ăn trong thùng rác đấy. Quý ông này, nếu như anh không có thư mời, vậy thì tôi chỉ có thể mời anh ra khỏi đây. Còn khách sáo với cậu ta làm gì? Cứ đuổi thẳng đi. Chúng tôi ở đây là con nhà giàu có, làm sao có thể ngồi chung mâm với gián chứ? Đây gọi là thượng lưu, cậu hiểu không? Mặc dù tôi không có thư mời, nhưng tôi có cái thẻ này. Không biết có đủ tư cách vào trong chưa? Thẻ rồng đại hạ. Được, tất nhiên anh có tư cách vào trong. Cô có nhầm lẫn gì không? Đây chỉ là một thẻ tín dụng thông thường. Tôi là thiếu gia của ngân hàng Thần Đô. Sao tôi chưa từng nghe qua chứ? Lúc tôi làm việc cho hoàng gia, mấy người còn đang mặc tã bỉm đó. Tôi nói thẻ này có thể vào, thì anh ấy có thể vào. Sao nào, anh muốn chất vấn tôi hả? Không có đâu, cô tiếp tân. Chỉ là muốn tham gia tiệc Long Phượng này, cần phải hiến lễ. Chuyện này, chắc cô không thể bỏ qua cho cậu ta chứ? Tùy cậu thôi. Cậu khoe khoang vậy không sợ trời phạt sao? Nếu thẻ này của cậu có thể quẹt được 10 triệu, tôi quẹt 100 triệu. Anh Châu, tôi xin lỗi. Vừa nãy tôi không cẩn thận ấn dư một con số không, đã quẹt của anh 100 triệu rồi. Cái gì? Máy quẹt thẻ của cô bị hư rồi hả? Lỡ quẹt nhiều như vậy rồi, coi như tặng cho mấy người. Để đầu bếp có thể chuẩn bị một bữa tối thật thịnh soạn. Đổ cho cậu ta một cái bồn nhỏ đi. Lục thiếu gia thích ăn như vậy, không phải chứ, Châu Dũng? Anh Châu cũng đã quẹt thẻ rồi, bây giờ đến lượt anh rồi chứ hả? Quẹt đi. Lục thiếu gia vừa nãy nói muốn quẹt 100 triệu mà, phải không? Vậy tôi sẽ quẹt 200 triệu. Tôi đường đường là thiếu gia của ngân hàng Thần Đô, làm sao có thể bị một tên quê mùa qua mặt chứ? Tôi quẹt 300 triệu, 400 triệu, 500 triệu, 600 triệu, 800 triệu, 1 tỷ. Được. Lục thiếu gia, cậu thắng rồi. Quẹt của Lục thiếu gia 1 tỷ đi. Lục thiếu gia, thật hào phóng. Tôi xin thay mặt vợ tôi cảm ơn cậu. Sau này mà có dịp, tôi nhất định sẽ mời cậu đến nữa. Châu Dũng, Lục thiếu gia, tôi đã quẹt 1 tỷ. Xong rồi đây. Cảm ơn anh thật là phóng khoáng. Những gì cậu ta nói vừa nãy là sao vậy? Không phải tôi gửi hiến lễ cho Hoa tướng quân sao? Sao lại là đưa tiền cho cậu ta chứ? Đúng rồi, anh Châu và Hoa tướng quân dùng chung một thẻ mà. Cái gì? Châu Dũng, điện hạ, nhị hoàng tử Long Đô đại hạ. Điện hạ, đây là Châu Dũng mà tôi đã nói. Châu Dũng, sao chỗ nào cũng thấy anh vậy? Cậu có thể đến đây, sao tôi lại không thể đến chứ? Loại người như anh cũng may mắn thật, vậy mà được Bắc Lang Vương cứu. Anh chính là người đã chữa khỏi bệnh cho Đường Vương. Thần y Châu Dũng, đúng vậy, là tôi. Nhị hoàng tử, mau cho người bắt cậu ta lại đi. Cậu ta là kẻ trộm. Cậu ta không chỉ trộm thẻ của Hoa tướng quân, còn làm ô uế thanh danh của cô ấy. Nói Hoa tướng quân là vợ của cậu ta, đây là tội không thể tha thứ. Cậu nói đúng đó, Hoa Lan là vợ của tôi. Nhưng mà thẻ rồng này không phải do tôi trộm, mà đó là của tôi. Hoa tướng quân là con gái của Đường Vương, là nữ chiến thần duy nhất ở đại hạ, được quốc chủ ban ân kết hôn với điện hạ. Cậu dám giành vợ với hoàng tử? Hơn nữa, không phải cậu với Như Yên đã đính hôn rồi sao? Tôi muốn cả hai. Không được hả? Điện hạ, tên này dám đến đây kiếm chuyện. Cậu ta vừa nãy ở cửa đã lừa tôi hết 1 tỷ đó. Lẽ ra tiền đó là để tặng cho ngài với Hoa tướng quân. Bây giờ tất cả đều vào túi của cậu ta. Tôi không đến đây để kiếm chuyện, tôi đã gửi tiền rồi. 1 tỷ đó là do cậu tự nguyện bỏ ra mà. Hơn nữa Lục thiếu gia, gia đình cậu giàu có đến vậy, chẳng lẽ cậu ngay cả chuyện này cũng tiếc sao? Không phải cậu. Điện hạ, đủ rồi, không cần phải nói nữa. Chuyện của Hoa Lan với Châu Dũng, cô Liễu đã nói hết với tôi rồi, tôi cũng không quan tâm đến đâu. Mọi người, hôm nay là một ngày trọng đại của tôi với Hoa tướng quân, ai đến cũng được xem là khách. Xin mời ngồi. Điện hạ thật là phong độ, không hổ là người sáng giá nhất cho vị trí thừa kế. Hôm nay là nhờ điện hạ cứu cậu,